Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay về chủ đề Thả Hồn 9. Tuy nhiên đó lại là một mẫu bầy anh em. Thì trong cái trận vua với cả là Thả Hồn 9 Smancer thì bên đội bạn nó thắng xít sao với tỷ số là 89 và bên mình thì đánh được 87 thôi. Nhưng tuy nhiên điều mình muốn nói với các bạn đấy chính là cái mẫu bầy nhà số 7 này anh em. Bị đánh mà thủ thành công là 4 trận không nát, trong khi tất cả những nhà anh em xung quanh là vâng nát từ đầu đến đít, vâng toang từ đầu đến đít luôn đấy, mà ông này vẫn thọ. Vâng, có cái nhà thủ đến 6 trận mới nát thì có khi mình cũng làm tiếp cho anh em một phát nha. Còn cái nhà 4 trận không nát này thì mình làm trước nha các bạn nha. Đây nhà số 7 này, giờ chúng ta hãy xem ở trên bản đồ nhà này. Rồi thì đây cái mẫu bay này thì để cái nhà chính là lệch hẳn ra ngoài luôn, và ở trong khu vực trung tâm thì đừng có hỏi cái độ bom bẫy nữa, cực kỳ nhiều luôn anh em, quá nhiều đồ chơi ở khu vực trung tâm phía trong. Và sau khi mình ra cái video mà 8 trận không nát của một nhà Thả Hồn 9 thì đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của các bạn, nên là mình đã quyết tâm làm luôn cái video này tiếp với những cái mẫu bay mà đánh vua rất là thủ rất dẻo. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi trận thi đấu mà bị đánh tan nát này các bạn nha. Đây thủ 7 trận mà chúng ta hãy xem từ đầu đi, cái trận mà bị đánh là để sau cùng nhá. Nhà số 7 đúng không, nhà số 7 bị đánh 4 phát càng cò nhỉ, 4 phát không nát mà trong khi anh em còn lại là toàn hết credit rồi, đủ hiệu cái độ càng cò. Đây phát này, đây là phát đầu tiên đây. Để xem nào. Và anh em lưu ý là trong những trận vua ở Elite này thì toàn là mắc hết nha. Thả Hồn 9 mắc hết hero, mắc lính, mắc hết defend các kiểu rồi thì mới cho phép đánh. Và chơi là ngang phèo nhau luôn, toàn ông thần Thả Hồn 9 với nhau thôi, đánh cực kỳ đẹp đẽ. Và như vậy là đã có Lava Loon động đất. Ồ, dân chơi đấy. Và bên kia để cái hashtag là Monster quỷ dữ à. Rồi ok, quỷ dữ vào đây với tớ. Vâng, một bên là thế giới hòa bình gặp ngay một Thả Hồn 9 quỷ dữ. Được, vâng, cái thiện và cái ác đánh nhau nhưng cuối cùng tổng tỷ số thì cái ác nó thắng anh em ạ. Vâng, cái thiện của chúng ta có vẻ là hơi đơn điệu, thua mất 2 bay. Úi giời, vâng, con quỷ nó ăn cuồng nộ nó to hơn hẳn luôn, và người nó cao hơn bờ rào thế mà nó không nhảy qua bờ rào anh em nhỉ. Rồi đã có King Wizard ăn khu vực nhà chính phía ngoài. Vâng, nhà này thì cực kỳ dễ ăn 2 nháy nha, nhưng mà để ăn 3 nháy thì lại là một vấn đề khác. Và chắc chắn là cái đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở trong phần mô tả của video, nên anh em thoải mái copy về để sử dụng nha. Vâng, mẫu bay nào cũng có hết, anh em mà cứ bấm copy về là dùng thôi. Và anh em lưu ý là mình vẫn có hỗ trợ nạp vé vàng, những gói gem, những gói ưu đãi ở trong cửa hàng bằng hình thức là chuyển khoản ngân hàng, Momo và cả thẻ điện thoại cũng chơi luôn các bạn nha. Ok nha. Ui dồi. Bom bay là cực kỳ nhiều trong khu vực này. Em Queen đã phải gồng rồi. Và đồ chơi trong trận thi đấu này là chỉ còn đúng cái bình tốc và đã phải sử dụng hết rồi. Ha ha ha. Đâu có dễ ăn vậy đâu bạn. Xếp kiểu cũng hay nhờ. Trời, không dễ vậy đâu bạn ơi. Em Queen chạy vào đây vấp một đống bom mà như vậy là thổi gió không chết. Vâng, thoải mái nó thổi. Vâng, em Queen chỉ việc đứng bắn chùa các bạn thấy không. Vâng, cái vị trí đặt được cực kỳ hiểm trở luôn. Vâng, Queen thoải mái ăn hôi. Này thì vào đây với chúng tôi gồng với tớ này. Rồi, vâng, một mình tao chấp hết. Vâng, tao Queen Sky không đàn em thằng nào cả. Vâng, một mình tao chấp hết. Vâng, và cân từ đầu trận đến cuối trận luôn rồi. Quá kinh khủng khiếp đến từ em Queen 30 của chúng ta. Vâng, thủ nhà cực kỳ dẻo và chỉ có 88% là kết thúc rồi. Tiếp theo, vâng, top 16 Monster Limit. Vâng, giới hạn của quỷ dữ là đâu? À, vẫn là lava động đất à? À,
vẫn tấn công cái hướng này. À, được, được, được. Bạn tự tin với cái hướng đánh này ha. Ok, bê. Rồi, để xem. Rồi, tự tin lắm. Vâng, bây giờ cho Vizard cắt cả hai bên rồi anh em này. Rồi, ok, cứ cho là bạn ngon đi. Đi vào đây để ăn con Queen trước. Nó tính là như vậy. Nãy bị con Queen nó xử lý cay lắm rồi. Ha, lần này là không thả ăn thẳng khu vực nhà chính nữa, mà cho đi từ 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 đây. Động dược đã được triển khai, hay lắm bạn ơi. Rồi. Ô thằng kinh quả này vui này, thằng kinh quả này vui lắm đấy này. Quả này nhìn thằng kinh là thấy có tương lai sáng lạng rồi đấy. Rồi, vâng, tương lai sáng lạng đến từ thằng kinh. Rồi, vâng, ỉa chảy luôn, chết thôi. Vâng, cái nhà để cho nhà chính ở ngoài ăn hai nháy không chịu cơ. Rồi, một cái kết là ngu người rồi, bắt đầu thấy có mùi thum thùm quanh đây rồi đấy. Vâng, quỷ dữ ơi là quỷ dữ. Rồi, một mình Queen Sky không? Vâng, Queen Sky quả này ngu người rồi. Vâng, đi bụi luôn. Rồi, ok, cứ cho là bạn ăn xong tớ đi. Và như vậy là chỉ còn duy nhất đúng một tốc, nó vẫn đánh theo hướng dưới này và đã ăn được Queen của chúng ta rồi anh em nhá. Ô, con Queen này nó bị Expo bắn mà nó kệ luôn, cho bắn thoải mái. Vâng, một tình huống dương đông kích tây cực kỳ tốt. Expo thoải mái bắn Queen. Còn trong này là Balloon với cả là Lava thoải mái đi bắn chùa. Có cái động tác gì mà Balloon chết hết rồi giờ mới thả Lava vậy? Vâng, đẹp trai lắm đấy quỷ dữ ạ. Vâng, bạn đánh thế thì kinh rồi. Vâng, một pha xử lý đi vào lòng đất đến từ top 16 ở bên kia. Rồi, là như vậy là tạch lộ chắc rồi còn gì nữa. Kiếm đâu ra cho được 2 sao bây giờ. Rồi, lại tạch các bạn nhá. Vâng, không hiểu vâng thầy nào vâng trấn yểm cái bầy này vậy. Rồi, lần này tôi đổi món sang chơi heo quay rồi. Đến từ số 19. Ấy da. Vâng, đổi món tí á. Vâng, cái bọn này bị thầy phong thủy ám hay sao mà toàn đi Queen đúng cái lỗ này. À. Vâng, đã biết chết. Chết rồi là vẫn phải chết đúng quy trình. Vâng, chết đúng kiểu, đúng địa điểm mới chịu cơ. Được rồi, ok. Vâng, đây là lượt đánh thứ 3 rồi đấy. Vâng, đề nghị các nhà ngoại cảm, các nhà tâm linh hay là gì vào trấn yểm xem cái mẫu bầy ma ám này. Vâng, ông ấy thủ kiểu gì mà toàn dụ địch đúng đi cái hướng này và không dám đi hướng khác. Vâng, để chốc nữa xem trận đánh thứ 4 nó sẽ đi hướng nào nha. À, nó vẫn quyết tâm để ăn con Queen trước và diệt được lính Glenn. Đúng rồi. Vâng, như vậy là rất đúng hướng của các nhà ngoại cảm đưa ra đúng không? Vâng, địch đã rơi vòng vây và kế hoạch này của chúng ta rồi. Tức là địch đã rơi vào bẫy rồi. Mất rất nhiều quân ở đây. Vâng, đánh hót mà chỉ mang đúng một hồi máu. Được, nhân trời, hai xương không chết. Cái này vui này. Rồi, giờ bạn tính thế nào bạn ơi? Ê bạn ơi. Rớt mạng à? What the hell? Và như vậy là rớt mạng rồi. Ý là cái thanh niên vâng 19 này bị yểm bùa rớt mạng ấy các bạn ạ. Vâng, cái kết là quá nhỏ rồi. Vâng, tưởng thế nào, lòng vào lòng vòng bạn ơi, bạn bị yểm bùa rồi. Ok, tiếp đến ông thần số 30 này. À, vẫn là cái combo lava động đất. Bọn này điên rồi. À, vâng, đổi rồi, không dám đi cái hướng kia nữa. Đi cái hướng kia đánh là rớt mạng. À, vâng, em phải quay xe đi từ hướng 6 giờ đi lên. Ok, bê. Ok, bạn này. Giờ như nào? Kết quả sẽ ra sao đây? Úi dồi. Rồi, đã hiệu nha. Vâng, đi Queen dưới này để xem tình hình nó khả quan hơn không nào. Vâng, ăn được khu vực nhà chính và thằng Kinh thì đỏ lét máu rồi. Gồng thằng Kinh, đúng rồi. Vâng, Wizard đừng nó bắn chùa. Rất nhiều công trình ở đây. Ô, không có đục tường hay gì à? Vậy Queen chả lẽ chạy một mạch lên hướng kia? Ờ, ngu người rồi. Đẹp trai lắm bạn ạ. À. Vâng, mẫu bay này nó trôn lắm. Quay xe ngay lập tức đến từ vị trí của Queen. Vâng, bán độ cực mạnh trong tình huống vừa rồi. Vâng, tôi động đất, tôi mở cho một lối thì không vào. Vâng, một mình tao chấp hết. Vâng, tao chết luôn.
Quỳnh ơi là Quỳnh. Rồi, vui lắm luôn rồi đó. Và con Quỳnh của chúng ta còn chưa bảo mà lính hội thành còn chưa ra. Anh em đã thấy được cái kết chưa? Vâng, một mẫu bầy mà ám nữa thôi. Ám thế thì quá kinh luôn. Rồi cái kiểu mà lính hội thành vứt ở trong nhà rồi là để hai cái thổi gió này cũng hai bom bẫy quanh khu vực đúng trung tâm là rất nhiều luôn. Đây này, khu vực cái lỗ trống này anh em. Rồi, Quỳnh đi xa lắm rồi đó. Ấy ra, như vậy là lava chơi theo hướng này. Rồi, lính hội thành của chúng ta đã có vâng tập bắn thôi. Vâng, thoải mái tập bắn luôn. Úi giời, hoảng này, quả này cõng lắm rồi đấy. Vâng, bố mày cõng lắm rồi đấy con ạ. Úi trời ơi, bạn ơi. Đi đâu bạn ơi? Vâng, nhà cửa vâng, toàn hoác hết rồi. Hai nháy đến từ đội bạn. Vâng, này thì Queen 30 này. Và anh em thấy cái vị trí của Queen của chúng ta đứng ở đây yểm trợ bằng cách hai lớp bờ rào này. Vâng, nó bắn không trượt phát nào. Vâng, một mình chị chập hết. Này, vào đây. Tất cả vào đây, chị chập hết. Úi rồi, một mình tao. Vâng, Queen Sky. Và như vậy là một mẫu bay rất là cứng nữa và cực kỳ hiệu quả đến từ người chơi số 7 này. Đường link của mẫu bay thì anh em cứ thoải mái bấm vào copy ở trong phần mô tả của video này anh em nhá. Rồi, nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại mình một nút like, share, ấn vào đăng ký kênh để cập nhật những mẫu bay hay ho. Vâng, thoải mái bay cúp đánh vua luôn các bạn nhá. Ok, mình đi đây. Bye bye.